Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là Nghị Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một con đực ba bì lẻ và một cặp đực kèm pháp binh lực nha các bạn. Đây, đực ba bì bông lẻ nè các bạn. Đó, đòn, các bạn thấy cái đòn không? Đòn dài nha, đít tròn nè các bạn. Đó, ba bì bông, đực ba bì bông lẻ nha. Một coi các bạn. Đó, chân móng đồ hoàn thiện nè các bạn thấy không? Chân móng nè, hoàn thiện hết ba bì bông. Được ba bì bông này thì chủ báo giá là 15 triệu các bạn, 15 triệu. Chút nữa mình sẽ là cận cảnh chiều cao cho anh em thấy luôn các bạn. Đó, được ba bì này là đòn dài nè, đít tròn nè. Đòn dài, đít tròn, chân móng đều hoàn thiện hết. Đó, dài hở. Đó, lớn xương nha các bạn. Ba bì bông. Được ba bê này thì chủ báo giá là 15 triệu các bạn, 15 triệu, đo cận cảnh cho anh em thấy chiều cao nó bao nhiêu luôn các bạn. Đó. Được ba bê lẻ, cao 1m05 bò nè các bạn, cao 1m05 bò nè, ngay ngón tay nè anh em thấy không? Lưng thẳng băng, đít là cao 1m08, giữa lưng cao 1m05, đít cao 1m08, giá 15 triệu. 15 triệu, dài hở, đòn dài, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đó. Cao 1m05 bò đến 1m08 được ba bê giá 15 triệu các bạn, 15 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Được ba bê bông cao 1m05 đến 1m08 được ba bê bông giá 15 triệu các bạn, 15 triệu ba bê lẻ nha. Còn đây là cặp được kèm pháp binh lực đầu đít bằng y đó các bạn thấy không, đít đít đầy nhóc, đít như đít ba bê các bạn, đòn dài có ngang, đó, có ngang nha các bạn, đầy đà có ngang, dài hở, đầu chà má, xương cối, lưng một lưng, đó. Cùng chân cùng xương đồ lớn các bạn, cặp được kèm pháp này thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn, 40 triệu. Đó, cặp được kèm pháp này binh lực luôn các bạn không, xương cối dài hở, đòn dài, chân móng thì hoàn thiện, đầu chà bá, lưng một lưng, lưng một lưng này các bạn không, đó dài hở nè, đầu chà bá, lưng một lưng nè. Đó, cặp được kèm pháp này thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn, 40 triệu, đít như đít ba bê này các bạn không. Đó, xương là xương cối, đít như đít ba bê, xương xương cối, đòn dài, giá 40 triệu các bạn, 40 triệu. Còn đầu tiên này các bạn không, hai cái tà đít các bạn không, đầy nhóc luôn các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, lưng một lưng này các bạn không, lưng một lưng, hai tà đít đầy nhóc, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn, chân móng đi hoàn thiện hết, cùm chân được cùm xương đều lớn các bạn, xương cối nha. Giá 40 triệu cặp được kèm pháp nha các bạn, 40 triệu. Anh em là bạn bè là có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, comment dưới màn hình video. Đo cận cảnh cho anh em thấy luôn. Cao đây, 1m1 bò các bạn, 1m1 bò. Đít nè, đít cho 1m15. Đó, giữa lưng cao 1m1, đít cho 1m15, tướng đầy đà, đít đầy nhóc, lưng một lưng, dài hở, cái đầu chà bá, chân móng nó hoàn thiện, xương cối. Đó. Cao 1m1 bò đến cao 1m15, được kèm pháp. Đó, được kèm pháp này các bạn không? Đầu đít bằng y các bạn. Lưng thì một lưng. Lưng đôi, lưng một lưng các bạn. Đó. Còn tiếp theo, con này cũng vậy các bạn. Đít đít đòn, được chân móng nó hoàn thiện hết các bạn. Cùm chân cùm xương là cối hết các bạn. Hai tay đít nè, đầy nhóc luôn các bạn. Cặp được kèm pháp này thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn, 40 triệu. Dài hở, chân móng hoàn thiện hết các bạn. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó. Dài hở nè các bạn không, lưng một lưng nè, chân móng đồ hoàn thiện. Cặp được kèm này cực kỳ binh lực nha các bạn. Cặp được kèm pháp này cực kỳ binh lực nha.
Đó, nó có ngang dữ lắm. Đặc biệt kim pháp đừng có ngang các bạn. Hai tà đít nè. Đít như đít 3B các bạn, đầy nhóc. Lưng một lưng đòn thì dài, dai hở. Cái đầu chà bá. Chân móng nó hoàn hiện đều móng sò hết nha các bạn. Đều móng sò hết nha. Cặp đôi kem pháp này thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn, 40 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, lưng một lưng nè. Đó, đầu rít cho bằng y nè các bạn thấy không? Đó, chân móng được hoàn thiện, cùng chân cùng xương được lớn cối. Giá 40 triệu bạn, giá 40 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, cùng chân cùng xương nè các bạn thấy không? Lớn, đòn dài. Lưng là một lưng luôn, hai tà đít đầy nhóc các bạn. Hai tà đít đầy nhóc. Đó, cái đòn nè. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy chiều cao nó bao nhiêu nha các bạn. Đây, con này cao 1m1 bò luôn các bạn, 1m1 bò luôn nè, đít nè. Đít cao 1m15. Giữa lưng cao 1m1, đít cao 1m15. Vậy là cặp được kem pháp này đồng khích cho luôn nha các bạn. Đều cao 1m1 bò và đít cao 1m15. Đều cao 1m1 bò, đít cao 1m15, giá 40 triệu các bạn, 40 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đít đòn nè, dài hở rồi các bạn ha. Hai tay đít này nhóc, lưng một lưng. Giá 40 triệu các bạn, 40 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết. Hai con được kem pháp này nó đầy đà các bạn, và nó đồng khích nó luôn các bạn. Đều cao 1m1 bò đến cao 1m15. Giá 40 triệu các bạn, giá 40 triệu. Lưng con nào cũng lưng một lưng hết. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp được kem pháp cao 1m1 bò đến cao 1m15. Chủ báo giá là 40 triệu các bạn, 40 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.